vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. 11:45, trang tin quân sự Trung Đông An, Madanew dẫn một nguồn tin từ DIEZO. Sáng sớm nay, quân đội Sisi đã bắt đầu chiến dịch quân sự mới ở gần Abu Kama, thành phố đặc biệt quan trọng vốn được giải phóng khỏi tay tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS vào cuối năm 2017. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nguồn tin của An, Madanew cho biết quân đội Sisi đang cố gắng quét sạch tàn binh của IS ở gần biên giới với Iraq. Động thái này diễn ra chỉ 48 giờ sau khi nhóm khủng bố này tổ chức một đợt tấn công dọc khu vực Pamir, DIEZO. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chiến dịch ở Abu Kama đang được tiến hành song song với một số đợt đánh lớn khác của quân đội Sisi ở các địa bàn thuộc miền đông nước này, bao gồm cả vùng nông thôn thuộc tỉnh Homs. IS gần đây đã liên tiếp tấn công vào các vị trí của quân đội Sisi ở khu vực Bazi Zaan, Sam và vùng sa mạc An, May Adin, buộc Damascus phải tăng cường lực lượng ở miền đông và trung tâm nước này. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Cập nhật: chiến sự Libya căng thẳng tột độ, pháo hạng nặng xung trận.